Nhất chè ớt nữa mới được. Chè ớt dài cơm giảm mau. Trời, hôm nay ăn cái gì cũng ngon hết trơn á. Thôi tối cả không kịp mấy bà ơi. Cái tầm em nha, mà em ăn cái gì mà ngon á, mà em tập trung em ăn không à, em không có nói gì chung á. Cái video nào mà mấy bà thấy em ăn hoài luôn không nói tiếng nào là đang bị cuốn, không có ngưng lại được đó. Thêm vô thực đơn nền hộ em hạt mắc ca chấm với mật ong hoặc ớt trái cây. Bỏ mấy cái hạt này đi nè, chấm với mật ong.